và cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh của nền xuất xuất huyết thì vào ngày 15 tháng 7 thì Sở Y tế Thành phố cũng đã ban hành kế hoạch đảm bảo công tác thu dung và điều trị xuất xuất huyết trên địa bàn trong đó đơn vị đã xây dựng kế hoạch đảm bảo thu dung và điều trị đối với các bệnh nhân xuất xuất huyết dengue theo các kịch bản từ 2.000 ca cho đến 6.000 ca bệnh tại các bệnh viện nhằm sẵn sàng nguồn lực và giảm tỷ lệ chuyển nặng và tỷ lệ tử vong Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chuẩn bị ba tình huống để xây dựng kịch bản ứng phó trong đó yêu cầu các bệnh viện sẵn sàng trang thiết bị y tế vật tư dịch truyền, chế phẩm máu để đáp ứng nhu cầu điều trị trong tình huống nhất định. Đồng thời yêu cầu tất cả các bác sĩ điều dưỡng cần được tập huấn hướng dẫn chẩn đoán điều trị sốt xuất số huyết dengue. Cùng với đó thì các bác sĩ điều dưỡng chăm sóc người bệnh nặng cần được tập huấn hồi sức cấp cứu cơ bản và nâng cao.